Thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau trên kênh Thủy Thuật Thi Công Cơ Điện. Mình là Nguyễn Đức Tiến Luyện, thì kính thưa quý vị, trong một thời gian mình làm channel để mà chia sẻ cái kiến thức cho quý vị và các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một cái bản dự toán để cho các bạn sinh viên và những người bạn thợ của mình xưa nay đi làm công ty thì không biết lập dự toán như thế nào. Thì đầu tiên đó, cái căn bản mà các bạn cần phải biết đó là các bạn cần phải có kiến thức về chuyên môn. Thì thưa quý vị và các bạn, kiến thức chuyên môn là cái gì? Đó là chúng ta phải hiểu được công việc chúng ta đang làm cái gì. Đó là chúng ta phải khái niệm về quyền lực chuyên môn như thế nào. Thì trong khái niệm nó sẽ có nội hàm, và trong nội hàm thì nó sẽ có những cái định nghĩa ở trong đó. Thì hiện giờ thì Luyện sẽ chia sẻ cho các bạn sinh viên là những người hoặc là tân kỹ sư mới ra trường để chúng ta ta làm như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ báo giá một cái hệ thống tủ MSP và tủ bồn cho nhà máy bia. Thì cái này nó nhỏ, nó bình thường thôi thưa quý vị, cho nên cái đơn giá nó rất là thấp, nó không có cao. Mà vì theo cái một số công ty họ bán giá rất là cao vì họ theo tiêu chuẩn và cái chi phí ra vào, đầu vào và đầu ra của người ta và mặt bằng, kinh phí kế toán. Nói chung là tùy theo cách mà để chúng ta làm. Thì quý vị sẽ nhìn thấy ở đây ha. Vì trên cái bảng này là các bạn sinh viên sẽ có kỹ năng, đó là các bạn cái số thứ tự nè, nội dung công việc nè, đơn vị tính là cái gì, đơn số lượng nè, đơn giá và thương hiệu của nó là cái gì. Nếu như chúng ta ghi thương hiệu nó là một cái LS thì chúng ta phải làm đúng là LS. Chúng ta ghi nó là mã lai thì chúng ta sẽ làm nó mã lai. Đầu tiên thì các bạn phải thiết kế được cái vỏ tủ, là coi như là cái vỏ tủ này á, là vỏ tủ này 1200 cao 700 và rộng là 400 đó, và nó có một cái MCCB 3 pha là 630 A, và một cái MCCB 3 pha 350 A. Cái khối lượng các bạn sẽ thấy là ở đây một cái, ở đây một cái, ở đây một cái, ở đây một cái, và MCB 3 pha hai cái là 100 A nè, đúng không nào? MCCB 50 A là 5 cái, công tắc tơ 50 A 1 cái, và tù bù 30 K đó là 5 cái. Bộ bảo vệ đứt trung tính quá áp thắt áp đảo pha của Mã Lai. Thì thưa quý vị, cho rằng là chúng ta sẽ có những thiết bị để chúng ta thống kê được trong này, và chúng ta bảo vệ nó, bộ này đi qua đâu, đó là chúng ta phải hiểu được qua cái bộ UVT 630. Cái này bị thiếu nha, 630 A. Bộ điều khiển tù bù 6 cấp thì mình dùng con SK, thằng kia SK của Mã Lai là Mico, là của Mico đúng không? Rồi cái gì nữa ha? Đồng hồ đo vôn, đồng hồ đo ampe, nắp chuyển vôn, nắp chuyển, đồng hồ đo vôn. Như thế nào? CT ở đây có mấy cái? 4 cái. Đèn trạng thái báo pha, cầu chì, bớt 3, phụ kiện thiêu tủ. Tổng cái đơn giá nó là 78 triệu. Cái đơn giá này rất là thấp. Quý vị biết là nếu mà làm tiêu chuẩn thì nó khoảng tầm cái tủ này phải nhiều tiền lắm quý vị. Mà quý vị có thấy là tính thuế, tính thuế thì các bạn sinh viên có thấy là thuế thì mình phải đóng cho nhà nước, đúng không nào? Rồi tổng sau thuế như thế nào, rồi chi phí vận chuyển ở đây là như thế nào, và tổng chi phí này ở đây là bao nhiêu. Thì chúng ta làm chúng ta phải lường hết. Trước khi chúng ta làm cái này xong là các bạn phải có kỹ năng Excel, đúng không nào? Các bạn bố cục trình bày nó như thế nào, các bạn thấy không? Chúng ta phải ghi rõ ngày tháng người lập trên, rồi dưới này nó như thế nào. Đây là cái cách mà chúng ta làm một cái bản dự toán. Nhưng nguyên tắc về các bản dự toán đó thì các bạn không nên gửi bằng cái file Excel, mà các bạn phải xuất qua cái file PDF như thế này nha. Các bạn có thấy tôi xuất qua file PDF chưa? Thì các bạn có thấy là ở đây là các bạn thống kê điện, các bạn không khác gì hết, y chang như vậy. Ok không nào? Đây là cái kỹ năng mà cách trình bày. Thì một số bạn thì không biết nó lưu như thế nào thì bạn vào đây nè, đúng không? Bạn save s nè,
Ở đây nó hỏi là các bạn đăng Excel workbook hay là file PDF, hay các bạn lưu cái gì đó, các bạn thấy PDF không, Excel hay là gì đây, các bạn lưu này rõ ràng ha, thì nó sẽ ra cái file PDF đây. Đây là cái cách mà các bạn sẽ trình bày một cái văn bản là như thế này và một cái bản báo giá nó như thế này. Thì nó đòi hỏi là các bạn phải biết về đơn giá, rồi các bạn cái này là các bạn tham khảo là các bạn tính như thế nào, thì đó là một cái nghệ thuật. Đây là trong cái lớp học của mình sẽ chỉ rất là rõ về cái vấn đề để chúng ta lập được cái dự toán này. Chúng ta tính thấy cái chi phí đầu vào bao nhiêu, đầu ra bao nhiêu, còn chi phí vận hành bảo quản nó như thế nào nữa. Nên nó không có đơn giản là chúng ta muốn làm sao thì chúng ta lấy sao chúng ta lấy đâu. Thì cái này là còn nghệ thuật để thương lượng với khách hàng nữa, thì các bạn sẽ xem. Và nhiều lúc để tôi nhờ admin sẽ đẩy những cái file này để lên trên lên rất để sao lấy, tại vì tôi không có rành về công nghệ lắm. Cảm ơn quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn cảm thấy video này hữu ích nhớ like share video nhé. Xin cảm ơn rất là nhiều, chúng ta gặp những video sau.